Trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói đến cái cách thao tác cái con B&O này. Đầu tiên là về những cái cổng kết nối. Thường khi cổng kết nối của này, em này là do sử dụng toàn bộ tất cả 3 cục đều là nguồn riêng hết và 3 cục đều có công suất. Làm ra chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối nó nối dây điện cổng số 8. Nó hơi phức tạp hơn so với những cái dây âm thanh khác. Ví dụ như cái cổng số 8 này nè, đây là sẽ là cái dây tín hiệu của loa ha. Thì hiện tại thì em đã cắm hết 3 cái chỗ này rồi. Ở đây trên cái ở đây này thì nó sẽ có hai cái phần dây nguồn. Như anh em thấy ví dụ nó sẽ có 3 dạng như này nè. Đấy. Rồi thì dựa trên 3 dạng này thì ở đâu mình có những cái cổng kết nối nào thì mình gắn sẵn trước về cái phần loa trước. Thì ngay chỗ cái phần này em sẽ gắn 3 dây. Ngay trên đây em cũng sẽ gắn 3 dây. Đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy những cái cổng tín hiệu của âm thanh ra. Đây là hai cái cổng tín hiệu của âm thanh. Thì mình gắm vào cái phần đầu của cái thớt CD này. Cái ngay chỗ này nè. Đó, cái cổng để chúng ta có thể kết nối thêm loa. Thì anh em lưu ý chúng ta ví dụ như có một cái khớp ở giữa như này thì chúng ta sẽ dựa trên cái lỗ này mà chúng ta ghim. Loa trái thì sẽ theo loa trái và loa phải sẽ theo loa phải ha. Chúng ta gắm vào ngay chỗ này nó cũng sẽ vậy. Gắm vào. Cái dây này thì dây anten thì anh em có thể cắm hoặc không cắm vào ngay chỗ này cũng được tại vì FM của nó là 90. Rồi cái sau khi mà chúng ta gắn loa thì chúng ta sẽ nối cái những cái phần dây nguồn lại với nhau, ví dụ như từ thằng này nối nguồn qua thằng này. Thằng này là cái nguồn cung cấp chính ha. Rồi chúng ta do thiết kế của Bino nó làm khá là mỏng nên ra chúng ta sẽ cố mà choàng vào ngay chỗ này. Rồi sau đó dây số 8 còn lại tôi cung cấp cho cái nguồn chính giữa này. Thì ngay chỗ này thì cái phần nguồn điện chúng ta sẽ nối từ cục này sang cục này và sang cục này luôn. Nó nối điện với nhau để cung cấp đủ 3 nguồn. Ở ngay chỗ này thì nó sẽ báo tín hiệu là đèn đỏ nè. Chúng ta cung cấp đầy đủ hết 3 nguồn rồi thì em này Bino có một cái chế độ đó là khi mà chúng ta để gần thì cửa nó sẽ tự động mở ra. Ở trên chỗ cái phần này nó có cái chữ lock. Lock là để mở cái cửa CD của chúng ta ra ha. Rồi tiếp tục là sẽ đến cái phần gắm băng. Khi mà gắm băng á thì lấy ra thì chúng ta sẽ thao tác thủ công thôi, chúng ta chỉ đưa này trước sau đó đưa vào. Ngay chỗ này sẽ là cái phần lock CD giống hồi nãy em nói ha. Đóng vào thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ lock này. Ngay chỗ này khi nào anh em muốn chơi CD thì chúng ta sẽ bấm CD vào đây thì tự động đĩa nó sẽ quay. Đấy. Và ngay chỗ này sẽ hiển thị cái bài số 1 nè. Thường khi mà B&O nó có một cái chế độ như này là khi mà nó phát lên thì nó sẽ không ra tiếng liền và chúng ta sẽ bấm phần volume này lên. Đó. Rồi khi mà chúng ta không chơi nữa thì chúng ta sẽ bấm bao nằm ngay chỗ này. Và chúng ta khi mà muốn chơi bằng cái set thì chúng ta sẽ bấm vào phần tab này và bấm đó, nó sẽ lay luôn. Rồi bấm bao lại, tua băng. Bao lại, tua băng. Đấy, bao lại, play. Đó. Đây là thao tác của phần băng cassette CD ha. Rồi khi mà chúng ta muốn chơi AUX á thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút AUX này. Và cái cổng kết nối AUX thì nó nằm ngay khúc ở đằng sau của chúng ta, nó có một cái chữ AUX. Rồi chúng ta chỉ cần kết nối với cái rắc 3.5 là chúng ta có thể chơi những cái âm thanh nhạc bên ngoài được rồi. Rồi bây giờ là cái phần quan trọng thì đối với tất cả những cái dòng B&O 2500 hay cái con này thì nó có một cái chế... nếu mà không có khiển thì chúng ta thao tác trên cái màn hình nhỏ này á thì nó rất là khó. Đầu tiên thì để chỉnh hết toàn bộ tất cả cái chức năng như bass chép thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần setup này, sau đó chúng ta sẽ bấm nút play. Thì ngay chỗ này nó sẽ hiển thị lên phần volume nè, lúc này chúng ta sẽ thấy được cái phần volume của chúng ta. Rồi nếu mà chúng ta bấm play nữa thì đây là cái ba lăng nè, anh em thấy không, chữ ba lăng. Rồi nếu mà chúng ta bấm play nữa thì nó sẽ là bass, cộng trừ thì chúng ta sẽ bằng bấm hai cái nút này thôi. Rồi bấm thêm cái phần play nữa thì nó sẽ ra chép, thì chúng ta sẽ bấm play. Đấy. Rồi tiếp tục là những chỉnh cái chức năng khác thì chúng ta chỉ cần bấm play hay là chế độ âm thanh. Có thể thì chúng ta nên sưu tầm thêm một cái remote nữa thì nó sẽ tiện hơn chúng ta trong cái việc thao tác. Nhưng mà remote của B&O khá là mắc, nó từ 1,5 triệu, 1,8 triệu đến 2 triệu tùy theo cái độ mới cũ. Vì thế nên rất là khó để lấy về. Đây là cái cách thao tác của con B&O. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Yeah.